Sức khỏe cây trồng xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Kính thưa bà con, thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ những cái thông tin liên quan tới một cái loại nấm gây ra rất là nhiều loại bệnh trên một số cây trồng của chúng ta. Đó là nấm Scotophora, và chúng ta sẽ nói đến một số cái loại bệnh mà có hoạt chất và sản phẩm đăng ký phổ biến trên cái danh mục được phép sử dụng hiện nay. Thì chúng ta sẽ nói chủ yếu cho cái nhóm bệnh đốm lá. Thì chúng ta sẽ quan tâm tới bệnh đốm lá trên lạc, đốm lá trên đậu tương, đốm xám trên cà chua, đốm lá hay là đốm mắc cua trên ớt, đốm mắc cua trên cà phê, thuốc lá, đốm lá trên nhóm rau cải và cái đốm nâu trên lúa. Thì đây là những cái loại bệnh phổ biến và có những cái sản phẩm và hoạt chất được đăng ký trên cái danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam của chúng ta hiện nay và do nấm Scotophora gây ra. Đương nhiên thì cũng sẽ có một số cái bệnh khác thì cũng sẽ có những cái tên tương tự như thế này, hoặc là trên một số đối tượng cây trồng khác, ví dụ như là trên một số nhóm rau màu khác hoặc là cây ăn trái, thì sẽ do một số loại nấm khác nữa sẽ gây ra. Và chúng tôi sẽ cập nhật một số video khác. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái Scotophora và chúng ta sẽ nói về bệnh đốm lá. Thì xin mời bà con mình tìm hiểu trong video này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nấm Scotophora. Thì khi nó gây hại trên cây trồng của chúng ta thì nó sẽ có một cái triệu chứng biểu hiện như thế nào? Thì kính thưa quý vị, với cái biểu hiện của nấm Scotophora thì nó khá là rõ ràng, và nó tấn công đầu tiên đó là trên những cái lá già. Thì bà con mình sẽ quan sát là từ những cái lá ở bên dưới, có nghĩa là những cái vị trí ở gần mặt đất, thì nó sẽ phát triển trước và nó sẽ lan dần lên những lá bên trên nếu như chúng ta quản lý không kịp lúc. Nó sẽ bắt đầu từ những cái đốm màu vàng nhỏ ở trên mặt lá, có thể là mặt trên hoặc là mặt dưới, và thường mặt dưới thì bà con mình sẽ quan sát rõ hơn. Dần dần thì những cái vết bệnh này nó sẽ to hơn và nó chuyển sang một cái màu sậm hơn, có thể là màu nâu đậm, hoặc là một cái màu vàng đậm hơn, hoặc là có thể chuyển sang một cái màu nâu đen. Và ở dưới mặt dưới lá này thì những cái vị trí này nó sẽ xuất hiện những cái tơ nấm, là đây là vị trí nó sẽ phát tán cái, và từ đó thì nấm nó sẽ phát triển ở những cái lá khác và lây lan cho những cái vị trí khác trên cây trồng của chúng ta. Đương nhiên thì một số loại cây trồng thì nếu như áp lực bệnh nặng thì có thể gây hại lên trên cả trái nữa, ví dụ như trên áp lực cà phê thì chúng ta cũng sẽ gặp cái đối tượng này. Rồi khi mà bệnh nặng ở trên một cái lá nào đó thì nó những cái vết bệnh này nó khi nó phát triển gần nhau thì nó sẽ liên kết lại và làm cho cái lá bị vàng úa, bị khô, rũ đi và có khả năng là gây rụng lá rất là nhiều. Đặc biệt là trên cái nhóm đậu phộng hoặc là trên cây ớt thì bà con mình sẽ thấy cái áp lực rụng do cái nấm Scotophora gây ra. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì chung cho giống như một số cái loài nấm khác thì Scotophora nó cũng phát sinh và phát triển dựa trên cái điều kiện nhiệt độ và ẩm độ. Ấm và ẩm thì đây là cái từ dùng chung cho nấm. Ấm có nghĩa là cái nhiệt độ nó rơi vào khoảng từ hơn 20 độ C cho đến dưới 30 độ C. Đây là một cái nhiệt độ vừa phù hợp cho sự phát triển của cây trồng và đồng thời cũng phù hợp cho cái sự phát triển của nấm bệnh. Và khi mà cái ẩm độ lớn hơn 80%, có nghĩa là trong điều kiện thời tiết có mưa, đó thì lúc đó thì cái điều kiện này thì chung cho tất cả những loài nấm hại, nó sẽ gây hại cho cây trồng của mình. Thì trong đó cũng có Scotophora ở đây. Thì đây sẽ là một cái thông tin chung cho cái sự phát triển chung của tất cả những loài nấm. Cho nên thì khi bà con mình canh tác những cái loài cây trồng như là cây ớt nè, đậu phộng, đậu tương, rồi trên rau bồng tơi hay là cây cà phê, cây cà chua, thuốc lá hay là một số là cây trồng khác mà có áp lực về Scotophora, thì bà con mình lưu ý để chúng ta phun phòng quản lý định kỳ. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì cây trồng nào sẽ bị gây hại nhiều thì đây cũng là cái ký chủ mà cái nấm này nó sẽ phát triển. Như vậy thì khi mà nấm phát triển trên loài cây trồng này thì cũng có khả năng nó sẽ lây lan và phát triển trên cây trồng khác. Đương nhiên ở đây thì bà con mình cũng phải hiểu đó là với một loài nấm Scotophora nó gây hại trên một đối tượng cây trồng thì nó sẽ là một cái loài và nó có một cái tên rất là khác nhau, nhưng nó sẽ cùng nguồn gốc, đó là nấm Scotophora. Và sau cái đuôi của chữ Scotophora này thì trên mỗi loại cây trồng nó sẽ có một cái tên đi theo nó. Nhưng mà chúng ta hiểu là nấm này phát triển trên cây trồng này thì cũng có khả năng lây lan và phát triển lên trên những cây trồng khác mà cũng là ký chủ của nó. Thì chúng ta lưu ý cho một cái cộng đồng chung về cái hệ sinh thái của những cây này. Ví dụ như chúng ta sẽ biết là Scotophora nó gây ảnh hưởng rất là nhiều trên những cây trồng và gây ra những loại bệnh sau. Đầu tiên đó là cái đốm lá trên cây lạc, hay chúng ta gọi là đậu phộng, đốm lá trên đậu tương, đốm xám trên cà chua, đốm lá hay còn gọi là đốm mắc cua trên cây ớt, đốm mắc cua trên cà phê hoặc là thuốc lá, đốm lá trên nhóm rau cải, đặc biệt là với rau mồng tơi, và cuối cùng đó là cái đốm nâu trên lúa. Như vậy thì ở đây bà con mình sẽ thấy là những cái đối tượng bị gây hại nặng bởi Scotophora thì sẽ là những cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày và nhóm cây rau màu là chính. Còn ở trên lúa thì cũng có, nhưng mà thật sự thì
trên những cái vùng đất nghèo dinh dưỡng thì mới gặp cái hiện tượng này mà thôi. Còn thông thường là trong điều kiện canh tác cơ bản thì chúng ta rất ít gặp cái bệnh này. Và ở trên cây ăn trái thì rất là ít gặp cái Scleroderma. Mà trường hợp về đốm mắt cua hay là đốm lá của cây ăn trái thì sẽ do một số loại nấm khác gây ra chứ không phải là nấm Scleroderma. Để cho bà con chúng ta yên tâm. Và đương nhiên thì sau video này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xây dựng những cái chủ đề liên quan tới dịch hại của những cái nấm khác, và sẽ xây dựng một cái bộ quy trình cho bà con mình tham khảo. Và trong video này thì chúng ta sẽ nói về cái bộ quy trình để quản lý cho nấm Scleroderma mà thôi. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì để quản lý một cái dịch bệnh nào đó mà có hiệu quả thì cái biện pháp canh tác và biện pháp kỹ thuật là cái biện pháp mà chúng ta phải luôn làm trước, đi đầu, và kết hợp đó là cái việc phun phòng bằng cái thuốc bệnh. Thì vậy thì cái việc liên quan tới nấm hại thì bà con chúng ta cũng rõ rồi, thì nó sẽ lây lan và phát triển từ những cái tầng lá ở bên dưới trước, thì chúng ta xem xét theo độ tuổi của cây để chúng ta dọn bớt những cái cành nào mà những bộ phận dư thừa, những cái cành bị ốm yếu và có khả năng đã bị gây hại từ những vụ mùa trước hoặc là có vết thương thì chúng ta loại bỏ, hoặc là những cái cành, những cái vị trí, những cái bộ phận mà chúng ta đã loại bỏ rồi thì chúng ta cũng phải nên xử lý, chứ không để là cái nấm bệnh nó vẫn còn nằm trên nền đất, trên những cái tàn dư đó thì nó vẫn có khả năng lây lan sang những cái khác, thì chúng ta loại bỏ những cái trường hợp đó. Rồi, với cây đậu phộng thì bà con chúng ta nên phun phòng định kỳ, bởi vì cái áp lực của cái Scleroderma với cái cây đậu phộng thì cũng khá là cao. Rồi, ngoài ra thì để bảo vệ được cái thành vách bên ngoài, đặc biệt là với cái lá của cây trồng của chúng ta trong điều kiện mùa mưa, thì cái việc bổ sung canxi sẽ là một điều rất là quan trọng, bởi vì cái việc này vừa cung cấp trung lượng giúp cho cây trồng chúng ta cứng cáp phát triển tốt, thì đồng thời thì với canxi cũng sẽ giúp cho cây trồng chúng ta chống lại cái sự xâm nhập của nấm bệnh được tốt hơn, hoặc là cái sự xâm nhập đó sẽ khó khăn hơn, sẽ chậm hơn. Và kết hợp với cái việc mà chúng ta phun thuốc có hiệu quả thì như vậy thì bà con mình sẽ giảm được cái áp lực về số lần phun thuốc cũng như là cái liều lượng phun thuốc, thì sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ cây trồng và đồng thời thì cái áp lực nấm bệnh cũng không quá căng thẳng trên cái vườn của mình. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái quy trình phun phòng định kỳ theo cái hướng quản lý tính kháng an toàn cho cây trồng của chúng ta tùy theo ở mỗi giai đoạn, và chúng ta sẽ lựa chọn hoạt chất và cái sản phẩm phù hợp. Và đây sẽ là thông tin mà kênh Sức khỏe cây trồng sẽ chia sẻ đầy đủ với quý vị và quý bà con chúng ta. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, trên cơ sở chúng tôi dựa vào cái sự sàng lọc những cái sản phẩm có hoạt chất và đăng ký cái đối tượng gây bệnh do nấm Scleroderma gây ra trên cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam của chúng ta cập nhật vào năm 2024, thì chúng tôi lọc ra những cái hoạt chất mà có cái sản phẩm phổ biến trên thị trường, hoặc là cái sản phẩm bà con mình dễ tìm mua, hoặc là những cái hoạt chất quen thuộc để cho bà con mình dựa theo cái kinh nghiệm xử lý mà chúng ta sẽ phun. Ngoài ra thì sẽ có một số hoạt chất chúng tôi không có cập nhật ở đây, bởi vì những hoạt chất đó có thể là chưa có sản phẩm xuất hiện trên thị trường, hoặc là bà con mình chưa quen với những cái sản phẩm chứa cái hoạt chất đó thì chúng ta sẽ khó phun hơn, hoặc là cái việc tìm kiếm với những cái sản phẩm và hoạt chất đó nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, thì bà con mình sẽ lựa chọn những cái phổ biến thì nó sẽ dễ dàng hơn. Chính vì vậy thì chúng tôi sẽ sàng lọc dựa theo cái danh mục này với những cái hoạt chất phổ biến. Ví dụ như nhóm Chiazon thì chúng ta sẽ có những hoạt chất quen thuộc như là Diphenoconazole, Robiconazole, Teboconazole, Hexaconazole, Diniconazole và cái Esboxiconazole. Rồi, về một số hoạt chất của nhóm khác thì chúng ta sẽ gặp phổ biến như là Lorothalonil, Luazinam, Gobinep, Mancozeb, Thiram, Igrodiwan, Sulfur, Kesoximethin, Bigaclochovin, Cốc đồng, Metalaxin, Casuramycin, Sigodinin, và cái sự phối hợp giữa Azoxystrobin và Difenoconazole, cũng như là sự phối hợp giữa Simosanin và Robinep. Thì đây sẽ là những cái giải pháp phổ biến bà con mình có thể tìm được sản phẩm phổ biến trên thị trường. Và đây cũng là một trong những nhóm hoạt chất mà sản phẩm chứa những hoạt chất này có đăng ký những cái đối tượng do nấm Scleroderma gây ra. Đương nhiên, ngoài ra thì theo kinh nghiệm cũng như là trong cái việc nghiên cứu thì sẽ có những cái hoạt chất và sản phẩm hoàn toàn không có đăng ký trên nấm Scleroderma, nhưng mà chúng ta sử dụng theo kinh nghiệm vẫn có hiệu quả bình thường. Thì việc này thì chúng tôi sẽ không cập nhật trong video, bởi vì nó sẽ không có một cái cơ sở đầy đủ để chúng ta thực hiện cái việc này. Và chúng ta sẽ bàn ở một cái chủ đề khác, hoặc là bà con chúng ta có kinh nghiệm, hoặc là quý vị chúng ta có những cái thông tin thì có thể chia sẻ thông qua bình luận trên kênh, để cho một số bà con khác chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể nhìn thấy được những thông tin đó. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ về cái hoạt chất và sản phẩm trên cơ sở dựa trên cái đăng ký ở trên danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam của chúng ta. Thì xin mời bà con chúng ta theo dõi lần lượt.
Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái thông tin để bà con mình dễ quan sát. Có thể là khi mà bà con mình đi tìm một cái sản phẩm mà để đăng ký những cái đối tượng do nấm Scopora thì chúng ta sẽ rất là khó xác định đối tượng, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều những cái tên bệnh trên những cái cây trồng rất là khác nhau, thì chúng ta sẽ không biết là cái bệnh nào là do cái nấm Scopora gây ra. Nhưng để mà đa số về cái sản phẩm mà chúng ta xác định được đối tượng là nấm Scopora thì bà con mình tìm dễ nhất đó là cái bệnh đốm lá trên lạc, thì đây sẽ là cái đối tượng bệnh do nấm Scopora gây ra và xuất hiện trên cái thông tin đăng ký của rất là nhiều sản phẩm, đa số những cái sản phẩm mà chúng tôi chia sẻ trong ngày hôm nay đó. Thì bà con mình có thể xem cái bệnh này là một cái bệnh để mà chúng ta nhận diện khi mà cái sản phẩm nào mà nó có đăng ký cái đốm lá trên lạc thì cái loại thuốc đó sẽ có tác động trên cái Scopora. Và nếu nói rộng ra thì nếu như dựa trên cái kinh nghiệm về xử lý thì bà con mình có thể hiểu là nếu như một cái hoạt chất nào nó đăng ký được cái đốm lá trên lạc thì sẽ có những sản phẩm có đăng ký đốm lá trên lạc và cũng sẽ có những sản phẩm không có đăng ký đốm lá trên lạc. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng được hay không? Thì kính thưa quý vị, thì theo kinh nghiệm thì chúng ta vẫn sử dụng được, mà chúng ta sẽ cân nhắc dựa theo hàm lượng. Ví dụ như hai sản phẩm đều có cái hàm lượng giống nhau thì chúng ta sẽ dựa vào cái sản phẩm mà có khuyến cáo liều lượng cụ thể trên đốm lá trên lạc, rồi chúng ta sẽ sử dụng cái hàm lượng của một cái sản phẩm khác tương tự như vậy nhưng nó không có đăng ký, thì chúng ta sẽ dựa vào cái liều lượng mà chúng ta đã từng sử dụng với sản phẩm kia mà cũng có cái hàm lượng và cái dạng thuốc tương tự như thế, thì chúng ta có thể áp dụng để chúng ta thử nghiệm, và nếu như có hiệu quả thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng sản phẩm đó để chúng ta phun trên những cái đối tượng do cái nấm Scopora gây ra. Thì đây là cái kinh nghiệm để bà con mình có thể xem xét cho những cái sản phẩm cùng hoạt chất nhưng mà không có đăng ký là những cái bệnh do cái nấm này gây ra. Rồi thì đây đó là những cái mẹo để mà chúng ta xem xét cái sản phẩm ở trên thị trường, đặc biệt là ở khu vực địa phương của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta mua thì không phải lúc nào cái sản phẩm đó cũng có đăng ký những cái đối tượng do cái nấm này. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì với một cái nhóm phổ biến nhất trên thị trường hiện nay và có một cái giá thành dễ chấp nhận, đó là cái nhóm Chiazon. Và đây cũng sẽ là một cái nhóm mà có nhiều hoạt chất nhất, có nhiều sản phẩm đăng ký nhất và bà con mình rất là dễ dàng tìm trên thị trường. Thì đầu tiên thì chúng tôi sẽ nói về cái hoạt chất mà có chi phí thấp nhất, đó là cái hexaconazole. Thì kính thưa quý vị, thì đây sẽ là một cái hoạt chất mà theo quy định của tổ chức FRAC thì sẽ thuộc nhóm số 3. Và đây sẽ là một cái hoạt chất mà có số lượng sản phẩm ở Việt Nam chúng ta rất là đa dạng. Thì hầu như thì trong cái việc canh tác nông nghiệp của mình hiện nay thì chắc là ai cũng đã từng sử dụng cái hoạt chất hexaconazole một lần rồi. Và đây sẽ là một cái giải pháp lưu dặn thấm sâu tốt, hiệu lực kéo dài và có một cái khả năng quản lý phòng và trị bệnh rất là tốt. Và cái phổ rất là rộng trên rất là nhiều đối tượng nấm bệnh khác nhau. Và chúng tôi sẽ đưa ra một cái sản phẩm, đó là sản phẩm An Vin của Syngenta. Thì trên đăng ký của sản phẩm này thì sẽ có đăng ký một cái đối tượng đó là đốm lá trên lạc, có nghĩa là hoạt chất và sản phẩm này có đăng ký đối tượng liên quan tới nấm Scopora. Thì bà con mình sẽ xem cái liều lượng khuyến cáo là bao nhiêu nha. Thì trên cái thông tin đăng ký sẽ là liều lượng là 1 lít cho khoảng từ 320 cho đến 600 lít nước và áp dụng cho 1 hectare. Vậy thì chung quy ra thì chúng tôi sẽ chia ra một cái liều đó là 2 cc cho 1 lít nước. Rồi vậy thì tùy theo bình phun của bà con là bình nhỏ hay bình lớn hay là phi, thì chúng ta lấy cái liều lượng trên lít này, chúng ta nhân cho cái số lít cần thiết của chúng ta thì sẽ ra cái liều lượng thuốc trên cái dụng cụ đó. Đó thì bà con mình xem xét thông tin và chúng ta có thể áp dụng. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì với hexaconazole thì đây cũng là một cái hoạt chất rất là phổ biến và sử dụng trên rất là nhiều loại cây trồng. Cho nên thì về cái giải pháp của MKA thì từ trước đến giờ thì bà con cũng đã biết tới cái sản phẩm đó là cái hexa MKA, thì chứa cái hàm lượng hexaconazole cao hơn gấp đôi so với một số sản phẩm phổ biến trên thị trường. Thì hàm lượng thông thường thì khoảng 50 g trên 1 lít. Thì với sản phẩm của MKA hiện nay chúng tôi đang áp dụng đó là 111 g trên 1 lít. Và đây vẫn là quy cách chai 1 lít ở dạng SC. Thì bà con mình có thể sử dụng các sản phẩm này để chúng ta phun để quản lý một số cái đối tượng nấm bệnh ở dạng phổ rộng, ví dụ như là những đối tượng như là tháng thư, đốm lá, nấm hồng và chai lá, với liều lượng khoảng 1 lít thuốc cho khoảng 500 lít nước, có nghĩa là tương ứng khoảng bà con mình có thể phun khoảng từ 2 cho đến 3 phi tùy theo cái áp lực dịch hại mà chúng ta xem xét cái liều lượng. Và thế đây cũng sẽ là một cái sản phẩm mà cũng đã phổ biến trên thị trường hiện nay rồi. Và nếu như bà con muốn tìm hiểu về cái giải pháp này thì có một cái chi phí khá là thấp, thì có thể liên hệ về với đội kỹ thuật, thì thông qua ba số điện thoại này thì anh em trong đội sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho bà con chúng ta. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, một cái anh em trong nhà của hexaconazole nữa, có nghĩa là vẫn thuộc nhóm FRAC số 3, đó là cái tebuconazole. Thì sản phẩm trên thị trường chứa tebuconazole thì cũng khá là đa dạng, từ ở dạng đơn hoạt chất
cho đến những cái sản phẩm mà phối hợp từ hai hoạt chất trở lên và có xuất hiện cái tebuconazole nào đó. Thì với cái sản phẩm mà chúng tôi đưa thông tin đó là cái Folico của công ty Bayer. Thì kính thưa quý vị, thì với cái sản phẩm này thì nó có hai dạng thuốc, đó là dạng RV và dạng SC. Thì cái việc này sẽ tùy theo bà con chúng ta chọn, đó là bà con mình chọn cái sản phẩm Folico ở dạng thuốc nào, thì chúng ta sẽ xem trên cái bao bì của cái sản phẩm đó là đăng ký cái liều lượng của đốm lá trên lạt là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ áp dụng cái liều lượng để phun cho cái nấm Cercospora theo cái liều lượng đó. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái Difenconazole cũng sẽ là một chất khá là quen thuộc, vẫn thuộc nhóm Ebrac03 và chung nhà với Hexaconazole và Tebuconazole. Đây cũng sẽ là một cái hoạt chất mà có số lượng sản phẩm ở trên thị trường khá là nhiều và bà con mình cũng khá là dễ tìm. Kính thưa quý vị, thì cái sản phẩm chứa cái hoạt chất này thì chúng tôi sẽ dựa vào một cái sản phẩm không phổ biến lắm trên thị trường. Tuy nhiên thì đăng ký cái liều lượng đốm lá trên lạt đó là liều 0,5 lít trên 1 hecta và cái liều lượng nước khuyến cáo phun đó là 400 cho đến 500 lít nước trên 1 hecta. Như vậy thì ở đây chúng tôi sẽ chia liều cho bà con, đó là 1cc trên 1 lít nước. Như vậy thì nếu như cái hàm lượng của cái sản phẩm chứa Difenoconazole của bà con chúng ta đang chọn là chứa 250 g trên 1 lít, có nghĩa là tương ứng với 25% và ở dạng OC, thì bà con mình có thể xem xét chúng ta phun quản lý những cái bệnh do nấm Cercospora gây ra theo cái liều này, có nghĩa là 1cc trên 1 lít nước. Đương nhiên thì cái việc này chúng ta cũng xem xét nha, do thì chúng ta quản lý đốm lá do Cercospora thì chúng ta phun chủ yếu là ở cái giai đoạn lá mà thôi, bởi vì nó tấn công đầu tiên là trên những cái vị trí này và trên cái giai đoạn này. Còn trong giai đoạn hoa và giai đoạn trái thì có thể là bà con mình xem xét lại liều phun, hoặc là chúng ta lựa những cái hoạt chất hoặc là những cái dạng thuốc khác mà nó sẽ an toàn hơn. Thì cái này thì tùy theo cái điều kiện đang diễn ra trên cái vườn cây của mình mà bà con chúng ta sẽ quyết định. Còn nếu mà chúng ta áp dụng Difenoconazole thì chúng ta sẽ xem xét cái liều phun này cho cái hàm lượng là 250 g trên 1 lít nước. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì để nhắc thêm một cái giải pháp nữa cũng kết hợp giữa hai hoạt chất trong cùng nhóm, đó là Difenoconazole và Robiconazole cho một cái sản phẩm khá là nổi tiếng trên thị trường, đó là cái Tisupe của công ty Syngenta. Thì đây thì chúng tôi sẽ xem xét giúp bà con chúng ta là cái liều lượng đăng ký cái đốm lá trên lạt là khuyến cáo từ 0,3 cho đến 0,4 lít trên 1 hecta và cái lượng nước khuyến cáo đó là 400 cho đến 600 lít nước. Như vậy ở đây chúng tôi sẽ chia liều giúp bà con chúng ta là liều từ 0,5 cho đến 0,8 ml trên 1 lít, và tùy theo dụng cụ phun của bà con là bao nhiêu lít nước thì chúng ta lấy cái con số này chúng ta nhân cho cái lượng nước mình cần phun thì chúng ta sẽ ra được cái liều lượng trên cái bình phun đó. Như vậy thì đây sẽ là một cái giải pháp phối hợp giữa hai hoạt chất và hàm lượng là 150 g trên lít cho mỗi loại, thì chúng ta sẽ áp dụng cái liều này. Còn nếu như bà con mình áp dụng liều đơn giống như Difenoconazole thì chúng ta dựa theo cái liều lúc nãy. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì để đáp ứng những cái thông tin liên quan tới một số bệnh như là tháng thư, đốm lá, nấm hồng hoặc là bệnh trái lá tổ kiến hay là một số loại bệnh phổ biến trên lá khác nữa, thì với giải pháp của MK thì gần đây chúng tôi cũng đã từng giới thiệu đến bà con mình một cái giải pháp, đó là một cái sản phẩm sẽ chứa ba hoạt chất của nhóm Chiazone, bao gồm Difenoconazole, Robiconazole và Tebuconazole. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm có hàm lượng cao, đó là 360 EC. Chính vì thì với những cái đối tượng như là tháng thư, đốm lá, nấm hồng hay là trái lá thì chúng tôi sẽ khuyến cáo bà con mình áp dụng cái giải pháp chứa ba hoạt chất này với cái quy cách đó là chai 240cc, thì bà con mình có thể áp dụng khoảng từ 300 cho đến 400 lít nước trong cái giai đoạn lá, có nghĩa là áp dụng chiên để chúng ta phun lá. Thì đây sẽ là một cái giải pháp có chi phí thấp nhưng lại có hiệu quả cao, bởi vì đây là kết hợp của ba hoạt chất của nhóm Chiazone nên là cái hiệu quả về cả phong và trị đều mang lại hiệu quả tốt, và đồng thời dạng OC nó cũng sẽ phát huy được cái tác dụng của nó với những cái bào tử nấm ở bên trên bề mặt, đặc biệt là với cái nấm Cercospora. Tuy nhiên thì sản phẩm này sẽ nên xem xét trong điều kiện của mùa nắng, hoặc là bà con mình áp dụng cho những giai đoạn cây trồng đang mang hoa và mang trái thì chúng ta sẽ xem xét lại cái giải pháp này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ nói cho một cái hoạt chất cũng sẽ thuộc nhóm FBX số 3, có nghĩa là chung anh em với những cái hoạt chất lúc nãy giờ, thì chúng ta sẽ nói tới cái Ebosiconazole. Thì đây là một cái hoạt chất không có phổ biến lắm trên thị trường. Tuy nhiên thì sẽ có một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của cái hoạt chất này, đó là cái sản phẩm Obud của tập đoàn BASF. Thì với sản phẩm này thì chúng tôi xem xét cái liều lượng đăng ký cái đốm lá trên lạt để cho bà con mình xem nha. Thì khuyến cáo sẽ là 0,5 cho đến 0,7 lít trên 1 hecta và cái lượng nước khuyến cáo phun là từ 400 cho đến 600 lít trên một hecta. Vậy thì tương ứng liều này thì chúng tôi sẽ chia ra cho bà con là liều khoảng 1cc trên 1 lít nước.
thì bà con mình có thể xem xét cái liều lượng này. Và đây cũng sẽ là một cái sản phẩm ở diện OC. Cho nên thì nếu mà việc chúng ta phun cái đốm lá trên cái giai đoạn lá thì chúng ta áp dụng bình thường. Và trên những giai đoạn khác của cây trồng như là giai đoạn hoa và giai đoạn trái thì chúng ta có thể xem xét lại cái thông tin và có thể lựa chọn một số cái phương án khác. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái hoạt chất thuộc nhóm khác, đó là nhóm FRM05. Chúng ta sẽ nói đến Lorothalonil. Thì đây cũng không phải là một cái hoạt chất mới. Tuy nhiên thì cái hoạt chất này lại có số lượng sản phẩm trên thị trường khá là nhiều, nên là bà con mình khá là dễ tìm kiếm. Và đồng thời thì rất là nhiều những cái sản phẩm chứa cái logo Thalonil thì cũng có đăng ký cái bệnh đốm lá trên lạc. Tuy nhiên thì tùy theo sản phẩm thì sẽ có những sản phẩm chứa logo Thalonil không có đăng ký bất cứ một cái đối tượng nào liên quan tới nấm Scopharam. Nhưng mà lại có những cái sản phẩm đăng ký rất là nhiều những cái đối tượng do nấm Scopharam trên cùng một sản phẩm. Thì bà con mình có thể xem xét. Và ở đây thì chúng tôi đưa ra một cái sản phẩm mà có đăng ký mà bà con mình dễ tìm kiếm và cũng khá là nổi tiếng, đó là cái Daconin. Thì cái sản phẩm này thì sẽ có hai dạng thuốc, đó là dạng WB ở hàm lượng là 75% và dạng SC là 50%. Thì bà con mình có thể xem xét một trong hai dạng thuốc này và chúng ta sẽ áp dụng theo cái liều lượng khuyến cáo trên cái bao bì của sản phẩm đó, là xem là cái đối tượng mà chúng ta cần phun về cái nấm sẽ có Scopharam và có nằm trên cái đăng ký đó là khuyến cáo liều lượng bao nhiêu, thì bà con mình sẽ áp dụng theo cái liều lượng đó. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái logo Thalonil thì với giải pháp của MKA thì chúng tôi cũng sẽ đóng góp một cái sản phẩm chứa logo Thalonil, đó là 50%, và đồng thời thì sản phẩm này sẽ kết hợp thêm với một hoạt chất khác nữa, đó là cái Hexaconazole. Có nghĩa là đây sẽ là một cái giải pháp phối hợp giữa tiếp xúc và lưu dẫn thấm sâu, thì cái việc này nó sẽ toàn diện hơn trong cái việc mà chúng ta quản lý chung cho rất là nhiều đối tượng. Thì bà con mình có thể xem xét cái giải pháp logo MKA với chai 240cc này, thì bà con mình có thể áp dụng cho một phi 200 lít và có thể phun phổ rộng trên rất là nhiều những đối tượng nấm bệnh, trong đó có cả cái đốm lá do Scopharam. Ngoài ra thì bà con mình có thể phun phòng chung và quản lý chung cho một số đối tượng khác như là tháng thư, nấm hồng, phấn trắng hoặc là bệnh sương mai. Thì đây sẽ là một cái giải pháp mà toàn diện hơn khi mà kết hợp giữa tiếp xúc, thấm sâu và lưu dẫn mạnh, và đồng thời thì cái chi phí cũng khá là phù hợp để bà con mình quản lý rất là nhiều những đối tượng. Và đây cũng là một cái giải pháp SC, cho nên thì chúng ta có thể xem xét ngay cả khi mà cây trồng đang mang hoa hoặc là mang trái, mà khi cái áp lực liên quan tới nấm Scopharam có diễn ra trên bộ lá thì chúng ta vẫn có thể phun để quản lý cái đốm lá trên lá, và đồng thời phun phụ để chúng ta phòng một số cái đối tượng khác ở những cái vị trí khác, thì vẫn có thể mang lại hiệu quả tốt và an toàn cho cây trồng của chúng ta. Thì nếu bà con mình quan tâm giải pháp này thì có thể liên hệ với ba số điện thoại đang thể hiện trên màn hình, thì anh em trong đội kỹ thuật của MKA sẽ tư vấn kỹ hơn cho bà con chúng ta. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì chúng ta đã điểm qua rất là nhiều những cái hoạt chất và cái sản phẩm mà thuộc nhóm Giazone. Thì lúc nãy giờ chúng ta đã chia sẻ qua Difenoconazole, Robiconazole, Tebuconazole, Hexaconazole, Ebocyconazole. Thì bà con mình lưu ý, đây là tất cả là những cái hoạt chất đều thuộc nhóm FRAC số 3, có nghĩa là nhóm Giazone. Như vậy thì nó sẽ cùng cơ chế tác động. Chính như vậy thì cái bộ sản phẩm này bà con mình buộc phải luân phiên với những cái hoạt chất thuộc nhóm khác và không liên quan tới nhóm số 3, có nghĩa là buộc chúng ta phải luân phiên để chúng ta quản lý tính kháng. Và trong điều kiện mà cần thiết phải kết hợp với những cái hoạt chất khác khi mà áp lực dịch bệnh cao, thì chúng ta phải kết hợp với những cái hoạt chất thuộc nhóm khác. Ví dụ như đây là những cái nhóm lưu dẫn rồi, thì chúng ta có thể kết hợp với những cái nhóm tiếp xúc để cái hiệu quả quản lý tốt hơn. Và đồng thời thì trong cử phun đó chúng ta cũng sẽ quản lý tính kháng tốt và buộc phải luân phiên với những cái hoạt chất của nhóm khác, thì nó sẽ mang lại một hiệu quả tốt hơn. Nghĩa là một lần chia Giazone rồi tới một cái hoạt chất khác, rồi có thể quay lại chia Giazone rồi tiếp tục với hoạt chất khác. Và khi phối thì sẽ là chia Giazone phối với một cái hoạt chất tiếp xúc nào đó, rồi sau đó chúng ta lại đổi sang một cái giải pháp thuốc khác, rồi chúng ta sẽ quay lại với chia Giazone. Thì như vậy thì chúng ta mới quản lý tốt về cái tính kháng ở trên vườn của mình đối với nấm bệnh, và đồng thời thì cái hiệu quả quản lý trên những lần phun thuốc của chúng ta nó sẽ cao hơn so với những cái việc mà chúng ta không có áp dụng cái giải pháp để luân phiên để quản lý tính kháng. Thì bà con chúng ta lưu ý với nhóm chia Giazone do nó có nhiều sản phẩm trên thị trường. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, vậy thì trong phần đầu tiên này thì chúng tôi đã chia sẻ một số cái hoạt chất và sản phẩm liên quan tới nhóm chia Giazone và Lorothalonil. Tuy nhiên thì cái nhóm về chia Giazone thì nó khá là nhiều trên thị trường. Chính vì vậy thì chúng ta buộc phải tìm ra những cái giải pháp về cái hoạt chất và sản phẩm của nhóm khác để chúng ta luân phiên với chia Giazone. Thì thông tin này thì xin mời bà con chúng ta sẽ tìm hiểu trong video sau. Thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ liên quan tới những cái hoạt chất và sản phẩm để quản lý nấm Scopharam
nhưng mà những hoạt chất đó sẽ là thuộc nhóm khác và chúng ta hoàn toàn có thể luân phiên với nhóm chiazone và logothalonin. Thì xin mời bà con mình đăng ký kênh để chúng ta có thể đón xem cái nội dung tiếp theo của cái chủ đề này. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật về thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình về chi tiết, các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video, Mekong Mari giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongmari.com hoặc website phunthuoctudong.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekong Mari và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekong Mari, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekong Mari bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekong Mari trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.